Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11, khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022, tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm, các cấp hội cựu chiến binh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần đồng thuận sáng tạo theo nghị quyết của tỉnh ủy năm 2021, tập trung phát động và thực hiện thi đua đồng khởi mới với nội dung xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025. Các cấp hội đã vận động xây dựng 15 cây cầu giao thông nông thôn, tham gia làm mới, nâng cấp 187 km đường bê tông. Ngoài ra, còn vận động quyên góp ủng hộ quỹ vaccine, lương thực thực phẩm qua đại đoàn kết, tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tổ COVID cộng đồng. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương thành tích đạt được của các cấp hội cựu chiến binh trong năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến đại biểu dự hội nghị về nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đã xác định chủ đề là đồng thuận sáng tạo phát triển. Đồng thời đề nghị sau hội nghị, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh nhanh chóng triển khai ngay nhiệm vụ năm 2022 gắn với phong trào thi đua đồng khởi mới, tiếp tục tuyên truyền động viên cán bộ hội viên giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.